trong chương trình tập yoga thở thiền cùng Diệu Liễu nhé. Phần 1 mình đã giới thiệu với các bạn ngồi thiền nè, thở thiền, và phần 2 nữa là nằm thiền, tập thở. Phần 3 này mình sẽ giới thiệu các bạn là trụ chân đứng thiền. Đó. Cho nên các bạn cùng tập với Diệu Liễu là tập thiền chân, nhưng mà trước khi mà chúng ta thiền đứng, chúng ta cũng vẫn cứ khởi động như các bạn, mình khởi động chân trước các bạn. Đó. Các bạn thay vì mình ngồi mình khởi động ngồi, còn bây giờ mình đứng mình khởi động đứng. Rồi các bạn cùng tập với mình nha, khởi động hai chân trước rồi này các bạn, sau đó đến khớp gối. Các bạn cứ quay đều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn cứ thể đều nha. Sau đó chúng ta sẽ quay eo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó chúng ta lại quay vai các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quay ngược lại các bạn, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn quay tay tiếp tục nha các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và tiếp tục quay tay nha các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại các bạn, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đó, cái phần tay các bạn nhé, các bạn cũng cứ tập như là tư thế ngồi, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đó, sau đó ta đứng chân bằng vai nhé các bạn. Ta hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Đó. Sau đó ta vẫn tiếp tục quay vai nha các bạn. Hít. Ta tiếp tục cho động tác cổ nha các bạn. Ta hít vào ngước cầm lên, thở ra hạ cầm. Ngước vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Hít vào căng bụng, thở ra hóp sát bụng. Ta quay thẳng các bạn, nghiêng hai bên thẳng được các bạn. Bước lên và thở ra, bước ra và thở ra. Bước lên, hít vào, thở ra. Bước lên, phải hít vào, hoàn trái thở ra. Ta trở về chính diện. Ta tiếp tục quay nha các bạn. Hít vào,
Xoay từ phải qua trái, thở ra. Hít vào, quay từ phải qua trái, thở ra. Hít vào, thở ra. Ta tiếp tục đổi bên trái nhé các bạn. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Ta quay về chính diện nhé các bạn. Xong là ta sẽ lấy hơi nha các bạn. Hít vào, căng bụng. Thở ra, bóp sát bụng. Hít vào, căng bụng. Thở ra, bóp sát bụng. Hôm nay mình sẽ tư thế cho các bạn tập đầu tiên là chủ chân nhé các bạn. Chúng ta sẽ đặt tay vào nhau nè các bạn. Và để tay như thế này. Các bạn động tác đầu các bạn giơ lên. Hít vào các bạn giơ lên. Hít vào, giơ thẳng lên. Động tác thứ hai là các bạn sẽ đá chân phải qua đằng sau. Đấy, đá ra đằng sau nhé các bạn. Sau đó các bạn sẽ xoay ngang tay. Đồng thời chúng ta sẽ bắt tay trái qua. Đấy các bạn, căng cái lườn này. Các bạn nhớ nhé, hít vào các bạn. Thở ra hóp sát bụng các bạn, càng ép sát vào. Mắt hướng lên trần này các bạn. Đấy, các bạn càng thẳng, tay thẳng, hướng lên trần nha các bạn. Đấy, sau đó chúng ta thở ra và tiếp tục hít vào. Đấy, các bạn cứ hóp sát bụng. Đấy, các bạn đổi tay cho mình nhé. Xong các bạn này, thở ra. Ta đã để tư thế tay ban đầu và trở lại như vậy. Đó, các bạn giữ. Đây là tư thế các bạn nhớ trụ chân cho nó chắc nha các bạn. Sau đó chúng ta đổi bên này các bạn. Hít vào. Đồng thời chúng ta đá chân trái đi các bạn. Đó. Sau đó các bạn dang hai tay ra. Và tiếp tục chúng ta ngước mắt lên trần. Uốn cái eo của mình giãn lên các bạn. Đấy, thật sự thoải mái liệt ạ. Đấy, xong các bạn lại chờ ta đổi tay. Hít vào, căng bụng. Đấy, các bạn làm đấy, cho cái eo này. Thở ra và vị trí. Quay giữ nhé, giữ thăng bằng cái chân này nhé. Xong chúng ta lại tay đáp ứng về nhau. Đấy, các bạn làm cho mình 3 động tác nhé. 3 lần. Mình sẽ làm với đầu nhé. 3 lần mình sẽ làm với nhau nhé. Hít vào. Đấy, các bạn cứ thế này cho bạn. Đó. Xong các bạn đổi bên. Đó. Và tư thế cuối cùng thì các bạn sẽ giữ. Đấy. Hít vào, căng bụng. Nhớ khi mà động tác thứ ba thì mình sẽ giữ này. Hít vào, căng bụng. Ta sẽ xoay qua thang ngang. Và ta giữ này các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hạ thở. Hít vào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Ta trở lại vị trí ban đầu. Đó, sau đó lại đổi bên nhé các bạn. Hít vào, căng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi các bạn về tư thế ban đầu. Hai tay, hai chân các bạn giữ nguyên. Rồi, khi mà các bạn khởi động xong rồi, các bạn trả lại cái khớp cho mình. Hít vào, căng bụng.
hay giống như các bạn đang đón ánh mặt trời này các bạn. Hít vào căng bụng, ta thở ra hóp sát bụng. Đó. Tư thế thứ hai nha các bạn, là các bạn nào bị rối loạn tiền đình á, thì các bạn hãy tập nhẹ nhàng và chú ý cái cơ thể của mình nhé. Nếu các bạn bị chóng mặt, trường hợp các bạn chóng mặt thì các bạn phải ngồi từ từ xuống và thở đều cho mình nhé. Bây giờ tư thế thứ hai của mình là tư thế này để cho các bạn nào rối loạn tiền đình, máu huyết lưu thông được các bạn. Hít vào căng bụng, ta từ từ hạ xuống các bạn. Tay các bạn để sát này. Đấy. Sát như thế này. Hóp sát. Gò thở. Hít vào nhé các bạn. Rồi từ đầu 10 đầu ngón tay các bạn để ngay chỗ cái 10 đầu ngón chân cho mình nhé. Đấy các bạn thở này. Hít vào căng bụng rồi mình thở nhé. Hóp sát bụng có thể nhé các bạn. Hít vào căng bụng 19 8 7 6 5 4 3 2 1. Hóp sát bụng 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nếu như trường hợp các bạn chóng mặt nhá, các bạn sẽ hạ tay và ngồi từ từ xuống như thế này để thở nha các bạn. Đấy, nếu các bạn mà thấy chóng mặt là coi như là máu lưu thông kém đấy, các bạn sẽ ngồi xuống luôn và thở đều. Đấy, còn nếu mà các bạn nào có thể tập được thì tiếp tục này. Hít vào căng bụng, thở ra nhẹ nhàng. Đó. Hít vào căng bụng, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào căng bụng, thở ra nhẹ nhàng. Cái này cũng là một cái tư thế ngồi nha các bạn, chủ ngồi này các bạn. Các bạn giữ mới đầu các bạn chủ chân, các bạn giữ như thế này. Cứ ngồi và giữ như thế này này các bạn. Đấy, giống như là tư thế mình ngồi thẳng lưng. Các bạn chủ và giữ như thế này để hai cái chân mình nó quen đấy. Đấy đó là các bạn kiểu như mình ngồi đấy để giữ cho cái xương sống của mình ha, và cái chân của mình đã được nghỉ ngơi và chủ tưởng tượng như mình đang ngồi đấy, như thế nha các bạn. Đây là mình khởi động cái tư thế mà chủ hai chân. Sau đó thì sau khi mà chủ hai chân được rồi mà các bạn thiền nhắm lại, sau đó thì mình sẽ chuyển động qua cái trụ một chân. Bây giờ khởi động cho trụ hai chân nhé các bạn. Các bạn hãy giữ hai chân của mình bằng với thẳng với người, không thẳng thẳng, và các bạn từ từ sẽ hít vào căng bụng. Chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Từ từ các bạn thiền hai đứng vào 10 đầu ngón chân như vậy. Đấy. Như thế này. Các bạn đứng vào đầu. Và ta bắt đầu thiền nha các bạn. Tất cả siết cơ vào nha các bạn. Và các bạn thở đều, thở đều, thở đều, thở đều, thở đều. Với đầu mình đến á, mình thiền á, thì mình các bạn nào không có đồng hồ căng á, các bạn cứ thử sức là nhịp từ 1 đến 100 nhịp các bạn. Và các bạn đến phút á, mình vừa thiền và mình cảm thấy là 100 phút, mình đến từ 1 đến 100
thế là mình đã vượt qua cái thử thách 100 là mình đứng thiền đứng các bạn. Đấy. Khi các bạn đứng, các bạn chú tâm vào một cái điểm ngay cái mặt trước mắt mình á. Đấy, các bạn đang tưởng tượng mình đang nhìn một cái vật gì trước mắt mình, sau đó các bạn thiền đó. Thì các bạn sẽ càng thiền, các bạn càng vươn lên, vươn hết khi có thể để các bạn đứng ngay cái đầu ngón chân của mình nhá. Đấy, thì thiền nó sẽ không bị chao đảo và nó không có bị té nhá các bạn. Đấy, mình đã tập được một, mình thì căn đồng hồ thì nếu mà các bạn có thể đứng được 5, 10, 15 phút thì các bạn. Đấy, còn mình thì mình có thể đếm từ nhịp đến 1 đến 100 nha các bạn. Thì mình cảm thấy là đã thỏa mãn. Đấy. Đấy là động tác đứng hai chân và bằng ngón chân của mình nha các bạn. Các bạn cứ càng đứng căng cơ ra. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trụ một chân nha các bạn. Đấy. Chuyển động tác trụ một chân. Các bạn sẽ đứng cho mình như thế này. Đấy. Tất cả các cơ các bạn siết lại. Với đầu các bạn sẽ để thẳng tay như thế này. Thẳng tay như thế này các bạn. Đó. Sau đó các bạn tập trung vào một cái điểm gì đấy. Và các bạn bắt đầu thiền nha các bạn. Bạn ạ, mình đứng một chân ấy, thì mình mới chỉ đếm được từ 1 đến 50 thôi các bạn. Tại vì khi một trụ một chân ấy, thì nó sẽ khó hơn là trụ hai chân. Thế nên mình mới chỉ thử sức được là đếm từ 1 đến 50 thôi các bạn. Đấy, sau đó chúng ta chuyển chân nha các bạn. Khi nào mà chân các bạn hết run và các bạn trụ được thì để coi như các bạn đã thiền thành công. Chúng ta chuyển chân trái nhé các bạn. Thiền được rồi các bạn. Thì các bạn giữ thăng bằng cho mình. Đấy. Thẳng chân ra. Sau đó các bạn. Đấy. Các bạn trụ và cong có thể nha các bạn. Đấy. Nâng người và trụ. Đấy. Trụ đấy. Các bạn đổi chân cho mình này. Tiếp tục nha các bạn. Đấy. Chào các bạn, vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn là tư thế thiền đứng nha các bạn. Các bạn trụ hai chân cho nó chắc và vươn xa, sau đó ta sẽ trụ một chân. Một chân, khi mà một chân như thế này được, các bạn đếm, cứ nhịp đếm từng phút nhé. Từ 1 đến 50, mình bây giờ mình tập là từ 1 đến 50 phút. Đấy, là mình trụ một chân, sau đó các bạn sẽ đổi chân phải, chân trái.
Đấy, các bạn mới đầu chưa thiền được, các bạn đứng đi. Các bạn cứ đứng như thế này, sau đó các bạn từ từ các bạn nhắm mắt lại và các bạn cứ tưởng tượng như các bạn đang mở mắt. Đấy, thế như thế thì các bạn sẽ trụ được lâu. Đó, sau đó thì các bạn chuyển theo tất cả các hướng mà các bạn có thể lưu động được nha các bạn. Tất cả các hướng nhiều lắm, trụ này, các bạn cứ đứng giữ một chân trụ. Sau đó các bạn làm tất cả các loại để các bạn thiền như thế này. Mới đầu các bạn cứ tập mở mắt đi và đứng trụ thật lâu vào. Sau đó các bạn sẽ từ từ nhắm mắt để thử sức mình thiền. Thiền nhắm mắt mới là khó, chứ còn mở mắt thì rất là dễ các bạn. Đấy. Sau đó các bạn cứ chuyển động theo cái hướng mà các bạn có thể tập. Đó, sau đó thì các bạn cứ đếm như thế. Rồi, lần sau á, thì các bạn mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tư thế xả cơ, xả tất cả các cơ vào trong mắt. Đấy. Thế các bạn thích video của mình làm á, thì các bạn like, chia sẻ và ủng hộ kênh cho mình để chúng mình cùng tập thở, cùng tập thiền. Bởi vì trong cái thiền á, các bạn cảm thấy nó lắng động và mình cảm thấy khỏe lắm. Khi mình tập xong á, mình cảm thấy giống như là một cái gì đó mới mẻ lắm, nó khỏe. Cho nên mình cũng chia sẻ với các bạn để mình càng ngày càng học, đồng hành với mình để càng ngày càng nâng cao lên. Đó, để cho mình chúng mình càng khỏe, tập không gian ở nhà cũng vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn trẻ, vẫn đẹp. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Tiếp tục ủng hộ cho mình để phần 4 sắp sửa mình kết thúc cái khóa yoga căn bản tập thiền tập thở nhé các bạn. Goodbye, see you again.